Chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Vậy là một tuần học mới lại tới rồi. Hôm nay các em sẽ tiếp tục đồng hành cùng cô để tìm hiểu bài học tiếp theo nhé. Những bài học của học kỳ 2 này liên quan đến kiến thức về pháp luật nên khó hơn học kỳ 1 một chút, nhưng cô tin các em sẽ tập trung và học tập thật tốt. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 5 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ viết: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Vậy thì, vì sao Bác Hồ cũng như Đảng và Nhà nước ta lại rất quan tâm đến việc học tập của công dân như vậy? Bởi vì học tập là quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện của mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là đối với trẻ em đang độ tuổi đi học như chúng ta đây các em ạ. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 15 Quyền và nghĩa vụ học tập. Sau đây, ở phần chuyện đọc sách giáo khoa, phần này các em sẽ tự tìm hiểu ở nhà nhé. Các em sẽ đọc kỹ nội dung câu chuyện và trả lời các câu hỏi gợi ý để hiểu bài tốt hơn. Trong phạm vi bài học ngày hôm nay, cô vẫn sẽ lướt qua phần chuyện đọc để các em có thể hình dung bài học một cách tốt hơn nhé. Các em chú ý đến những phần chữ mà cô đã tô màu. Trước đây, trẻ em cô Tô không có điều kiện để được đi học. Hiện nay, được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện, được sự ủng hộ của các ban ngành, các thầy giáo, cô giáo cùng nhân dân tạo điều kiện hết mức nên cô Tô đã hoàn thành chỉ tiêu chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Như vậy để ta thấy rằng Đảng và Nhà nước ta đã và đang đảm bảo việc thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của trẻ em nói riêng và công dân Việt Nam nói chung. Từ đồng bằng lên miền núi và cả những vùng hải đảo xa xôi như quần đảo Cô Tô này các em ạ. Như vậy, ở phần chuyện đọc, các em sẽ ghi ngắn gọn cho cô. Trẻ em có quyền học tập. Vậy theo chúng ta, tại sao Đảng và Nhà nước lại quan tâm, chú trọng tới việc học của công dân đến như vậy? Chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời qua phần 2 la mã nội dung bài học. Một nhỏ, vì sao nói học tập là vô cùng quan trọng? Để thay đổi không khí, chúng ta cùng theo dõi một câu chuyện nhé các em. Mua kính đọc chữ. Có một anh chàng không biết chữ, thấy người ta mang kính đọc sách báo thì ngỡ rằng mang kính thì có thể đọc được chữ. Anh ta bèn ra chợ, đến chỗ tiệm kính để mua cho mình một cặp kính. Đến cửa hàng bán kính, anh ta mang cặp kính nào vào cũng không đọc được chữ. Cầm quyển sách trên tay, xoay đi xoay lại mãi cũng không đọc được. Anh ta tức giận càu nhàu, kính nào cũng không đọc được chữ. Người chủ cửa hàng kính hỏi, sao lại không đọc được? Đúng độ thì đọc được thôi. Anh ta cáu gắt, nếu kính tốt thì đã đọc được sách rồi. Người chủ cửa hàng hỏi liều, hay là anh không biết chữ? Anh ta bực dọc, nếu biết chữ thì tôi đâu cần phải mua kính. Như vậy ta thấy rằng anh chàng trong câu chuyện trên cũng muốn biết chữ như mọi người, nhưng do thiếu hiểu biết nên mới nghĩ mua một cái kính thì có thể đọc được. Anh chàng đó vừa đáng cười vừa đáng thương. Không biết chữ đã làm anh trở thành khờ khạo, ngớ ngẩn, không thể tiếp thu được kiến thức thông qua việc đọc sách báo. Đó quả là một thiệt thòi rất lớn, phải không các em? Ngày xưa, khi thực dân Pháp tới xâm lược Việt Nam, họ không cho người Việt mình đi học để thực hiện chính sách độc ác, đó là ngu dân để dễ bề cai trị. Và thực tế năm 1945, khi cách mạng tháng 8 thành công, 95% dân số Việt Nam bị mù chữ. Chúng ta rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phải đối mặt với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ngay lập tức, nhà nước ta phải lập nha bình dân học vụ để tất cả người dân đều được biết chữ, để không bị lạc hậu, kém hiểu biết. Bởi vậy, lý do mà mình nói học tập là quan trọng, đó chính là có học tập thì chúng ta mới có hiểu biết để có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ dân tộc, đất nước. Ông cha ta cũng từng nhắc nhở con cháu qua câu tục ngữ, học ăn, học nói, học gói, học mở. Chúng ta phải không ngừng học hỏi thì mới hoàn thiện được bản thân, phải không các em?
Ngày nay, ba mẹ chúng ta, nhà nước ta luôn quan tâm đến việc học của thế hệ trẻ. Vậy có bao giờ các em nghĩ tại sao mình phải học tập, học để làm gì và nếu không được học thì chúng ta sẽ thiệt thòi như thế nào không? Bây giờ là thời đại 4.0, việc học tập chính là điều kiện để chúng ta có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Nếu ta không học tập, chúng ta sẽ không làm được những công việc mà mình mong muốn, ví dụ như là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, vân vân. Xã hội luôn luôn vận động, nếu ta không học tập thì ta sẽ bị tuột lại phía sau. Chúng ta học tập là để có thể đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp, tự lo cho cuộc sống của chính mình, phụ giúp cho gia đình và góp phần xây dựng và phát triển xã hội. Việc học tập đối với chúng ta là suốt đời các em nhé. Vậy ở phần một nhỏ này, các em sẽ ghi thật ngắn gọn cho cô nhé. Nhờ học tập, chúng ta mới tiến bộ và trở thành người có ích. Như các em đã biết, nhà nước ta quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Tất cả công dân đều phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, tuân theo pháp luật chính là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mỗi chúng ta. Vậy, mình sẽ tìm hiểu xem pháp luật nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân như thế nào nhé. Chúng ta chuyển qua phần 2 nhỏ. Hai nhỏ quy định của pháp luật. Các em hãy cùng quan sát trên màn hình. Điều 39 Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, điều 16 Quyền được học tập. Khoản 1 Trẻ em có quyền được học tập. Khoản 2 Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí. Luật phổ cập giáo dục tiểu học năm 1991, điều 1. Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 5 đối với tất cả trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi. Điều 61 Hiến pháp năm 2013, khoản 1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Khoản 2, nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục, chăm lo giáo dục mầm non, bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, nhà nước không thu học phí, từng bước phổ cập giáo dục trung học, phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý. Khoản 3, nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên sử dụng phát triển nhân tài, tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hóa và học nghề. Ở phần 2 nhỏ quy định của pháp luật, các em có thể ghi ngắn gọn cho cô. Mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ học tập. Sau đây cô sẽ lấy một số ví dụ cụ thể để cho các bạn dễ hình dung. Đầu tiên về cái quyền học tập của công dân, đó là quyền học không hạn chế. Từ tiểu học, trung học, đại học, sau đại học, có thể học bất kỳ ngành nghề nào thích hợp với bản thân, tùy vào điều kiện và khả năng của mình. Chúng ta có thể học vào bằng rất nhiều hình thức, ví dụ như là tự học ở nhà, học ở trường, vừa học vừa làm, học từ xa, vân vân. Ngoài ra thì công dân còn có nghĩa vụ đó là hoàn thành bậc học tiểu học từ 6 đến 14 tuổi. Gia đình còn có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con em mình thực hiện tốt cái nghĩa vụ học tập. Chúng ta qua phần 3 nhỏ trách nhiệm của nhà nước. Phần này thì chúng ta sẽ tự học ở nhà. Tuy nhiên, cô muốn đưa ra cho các bạn tham khảo Luật Giáo dục năm 2019, điều 13, quyền và nghĩa vụ học tập của công dân. Các bạn sẽ tìm hiểu kỹ cho cô khoản 2 và khoản 3 của điều 13 trong Luật Giáo dục. Như vậy, trách nhiệm của nhà nước chính là thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện cho mọi người được học hành. Chúng ta qua phần 4 nhỏ trách nhiệm của học sinh, các em cùng theo dõi tình huống sau. Nọ, An và Khoa tranh luận với nhau về quyền học tập. An nói, học tập là quyền của mình, thì mình học cũng được, mà không học cũng chẳng sao. Không
không ai bắt được mình. Theo em, ý kiến của bạn An là đúng hay sai? Qua kiến thức mà chúng ta đã học thì các em thấy rõ ràng suy nghĩ của bạn An là sai. Vì học tập vừa là quyền nhưng cũng chính là nghĩa vụ của chúng ta. Điều này đã được quy định rất rõ trong Hiến pháp năm 2013 của nước ta. Vậy thì trách nhiệm của chúng ta đối với học tập như thế nào? Mời các em cùng tham gia một hoạt động cùng cô để chúng ta cùng rút ra nhé. Hoạt động xem tranh đoán từ khóa. Ở bức tranh này, trách nhiệm mà cô muốn nhắc nhở chúng ta ở đây chính là chăm chỉ học tập. Hình ảnh thầy Nguyễn Ngọc Ký đang viết chữ bằng chân và thông điệp mà cô muốn gửi tới ở đây chính là đức tính siêng năng, kiên trì. Các bạn nhỏ đang làm gì đây các em nhỉ? Đó chính là hăng say phát biểu. Dù học ở trường hay ở nhà thì chúng ta đều cần có đức tính tự giác đó các em. Tự giác học tập. Muốn phát huy hết khả năng của bản thân, chúng ta cần không ngừng tìm tòi sáng tạo nhé các em. Các em chú ý kỹ bức tranh này nhé. Đây là một phương pháp học tập rất hiệu quả, đó là học bằng sơ đồ tư duy đó các em. Như vậy để học tốt thì chúng ta cần phải có phương pháp nhé. Và điều mà cô muốn nhắn gửi tới các em ở đây chính là có phương pháp học tập. Để bước tới thành công thì cô muốn nhắn gửi tới các em. Thứ nhất, lên kế hoạch có mục đích. Thứ hai, chuẩn bị chuyên tâm. Thứ ba, tiến hành tích cực. Và thứ tư, theo đuổi bền bỉ. Cô mong tất cả chúng ta sẽ thành công trong học tập cũng như trong bước đường chinh phục tương lai nhé các em. Ở phần trách nhiệm của học sinh, chúng ta có thể ghi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, phải chăm chỉ, say mê, kiên trì và tự lực, phải có phương pháp học tập tốt. Chúng ta sẽ cùng nhớ lại những kiến thức cơ bản của bài bằng một sơ đồ tư duy nhé các em. Bài học đến đây là kết thúc rồi các em. Bây giờ các em sẽ cùng lấy tập ra và ghi lại nội dung bài học giúp cô nhé.